eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôm chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trẻ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình lớp 3. Và đây là buổi road fit cực kỳ nặng nhọc. Buổi cuối lớp 3 rồi. Đúng rồi, buổi cuối lớp 3 đó em. Rồi, say hello mọi người. À, để bắt đầu chương trình road fit này thì anh sẽ điều chỉnh một chút xíu về bài tập và cường độ. Nói chung anh sập những bài mới hơn, mà những bài mới hơn nó sẽ có những bài cũ trộn qua trộn lại thôi, cuối cùng em không biết gì hết. Thì bây giờ luyện lại những bài cũ, quay tay. Đây là bài của thầy rồi. Đây, quay tay. Dạy qua dạy lại, dạy lẫn lộn trộn vào nhau nên đâm ra học viên học xong cái gì. Rồi, trộn trộn cái gì? Bây giờ đầu tiên là bài swing. Dứt. Không, đưa tay cao lên nha, khó rồi đó. À, đưa cao lên và sâu ra, cao lên và sâu ra, ok chưa? Không có giữ lại, xong rồi chuyển qua tới bài quay tay là rear pass, ok, đúng không? Quay bây giờ ra này, cố gắng quay cao lên về tốt, đúng không? Khó rồi, rồi xong rồi bài tiếp theo dễ, dễ trí. Thứ hết số 1, động tác này có tên là upright row. Còn bài này khó quá bỏ ơi. Bữa sau cho tới bài đó. Giờ vào bài trước đi. Rồi ôm lại, ôm lại, ôm lại. Ôm lại nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi quay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đổi tay. Đổi tay. 1 2 3 4. Lắc cái eo một tí nha. Cho nó tròn tròn nha. 8 9 10. Rồi tốt. Upright row. 1. Không phải. Không phải sai rồi. Kéo lên. Đó. Dùng cái vai kéo lên, đúng rồi. Nặng không? 3. Thấp còn cao vậy. Tới đây thôi. 4 5 6. Cái vai rộng ra chứ vai đừng có cúm cúm vô. Nè, cái vai bình thường. Đó, đúng rồi đó. Nè, cái lưng nó di chuyển một chút. Được không? Đó. Đúng rồi. Cách cầm không đúng. Cầm như nè. Cầm như nè, đó. Cầm như nè, để mình lên cho nó dễ. Rồi. Ok. 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 Ok, rồi để xuống đi. Rồi, bây giờ vô set đầu tiên nha, nãy ôn bài thôi. 1. Lộn kia trước chứ. Swing trước. Rồi, swing nè. Set đầu tiên nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Quay. Đổi, quay. 1 2 3 4 5 6 7
8, không rớt tạ là được rồi. 9, 10, đổi tay. Đổi tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi tốt. Nhớ gồng cái vai. Rồi cứ lên đi, thấp thấp thôi cũng được. Ừ vậy không được rồi, ok. Đó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi tốt, nghỉ một phút. Uống súp, uống súp, uống súp. Uống rượu hoặc cao. Uống nhân trao hoặc cao. Tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi bài quay tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đổi tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi xong, up and roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi tốt, kết thúc. Ở cái chỗ bài quay tay á, em có thể quay xa một tí không vậy nè? Dạng người nó thấm thoát một tí. Đó, thấm thoát một tí. Chứ hồi nãy em nó đứng, nó còn hơi bị lục cục vậy nè, nó đứng cái kiểu nó nhìn nó không có được tự tin á. Đó, tức là mình đứng thứ nhất chân mình động chắc ra một cái, rồi mình quay á, cái tạ nó đi xa ra hai bên vậy nè, nó tạo cái vòng tròn nó đẹp lắm. Đúng không? Nè. Nó tạo cái vòng tròn đẹp lắm. Xích cuối ở phần này. Quay bên này sau gương đi. Nào cũng được. Rồi. Vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi bài quay tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dừng lại đổi tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi tốt, up and roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo là phần bụng với banh. Rồi bây giờ chúng ta qua cái season thứ hai là về chuyên về bụng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tập 4 bài kết hợp, mà ráng tập 3 tới 4 set vậy nha. Đầu tiên đó là leo lên đá. Leo lên đá bụng dưới. Đá chân không? Rồi xong rồi sau đó qua đây plank. Qua đây plank, plank bình thường thôi. Đó, plank bình thường thôi, nhưng mà lần này nó khác, cái plank cũ á là đặt bóng lên lưng. Không phải. Như nè. Anh đếm 1, 2, vẫn canh đồng hồ, anh đếm 1, chạm tay này. 2, chạm tay này. 3, okay. Chạm tay này, ok. Rồi xong rồi á, qua bên đây tập bài bụng xiên. Earn this.
tên mới nha, đọc giống như elite vậy đó, đọc đại đi, không đó là cầm giày, cầm giày xong rồi để qua đây, dặn qua đây, ok, xong rồi 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 lại tập bài hollow. À, hollow bốn bài à, đúng không? Hollow bình thường á, giờ á bình thường em hollow vậy đúng không? Còn giờ vẫn vậy. Ờ. Tăng độ khó cho em dưới lớp 3 rồi con. Lớp 3 rồi nha. Rồi đu lên. Set đầu tiên. Knee crunch. Rồi, cầm chặt vào. Đúng rồi. Em bỏ ghế cho em đi. Đá đi. Rồi. Đá, đá. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Tốt. Rồi tiếp tục qua lẹ lẹ, lẹ lẹ, lăn 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 bóng, lăn bóng. Rồi giúp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 1, 2, 1, 2, trái, phải, trái, phải, trái, phải, đánh đều tay, đánh, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, còn 20 giây nữa đổi không? 1, 2, 1, 2, 1. Em lăn chỗ này bằng lăn 2 phút á. Tập trung, còn 10 giây nữa thôi. Rồi, 10 giây nữa thôi. 10 giây nữa thôi. Tốt, 5 giây nữa, 4 giây nữa. Tốt, tốt, tốt. Rồi, ok. Rồi, qua đây, bài này lạ nè. Mùa xiên nha. Sâu thở đều, rồi. Hỏi không? Không không? Rồi dứt. Sâu sâu tí. Đó, dứt, dứt, dứt. Ok. Đó. 5 6 7 8. Nhớ tập cái bụng nha, đừng có lấy cái tay, lực tay nhiều quá. 9 10 đó. Rồi, 1 12 13 14 15 16 20 17 18 19 20. Rồi tốt. Dùng tắc squat hạ xuống. Rồi, qua đây là hollow. Hollow chuyền banh. Rồi ráng chuyền chừng. Rồi, ráng 1 2 3 gì vậy? Gì vậy? 3 4 5 6 7 8 9. Gán ngẩn cái này cao cao này xíu ơi. 10. Kể nó cái banh là phụ thôi, quan trọng hollow luôn. Rồi, 1 12 13 14 15 16 cái lưng, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 cộng bụng dưới coi, lưng. Đó. Rồi, được rồi. Được rồi, nhưng mà cố gắng holo cho nó rõ nét vô. Nhìn em mới giống nằm nằm thôi chưa holo. Đó. Phải có động tác co bụng này, có lưng cao cao lên. Nãy em vậy nè. Co không được. Không được hả? Rồi, không được thì chút giờ chân cao lên. Nhưng mà co không được thì phải giờ chân cao lên. Đó, gồng bụng liên tục. Rồi, xong, uống sức đi. Chút làm lại. Rồi, knee crunch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, tốt. Qua đây. Rồi, chạy qua đây plank. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 giây rồi đó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 7 giây nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi hết giờ, tốt. Rồi tắt electric. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi tốt, dùng tư thế squat hạ xuống. Rồi gồng bụng nha. Rồi ném đi, gồng bụng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi ráng 10 cái này nổi không? 3 kg. 1, 2, đúng rồi, cái nào ra cái đó, dùng lực đẩy lên. Dùng lực đẩy lên, à, ok. Đó. Đó. Không cần cao, đẩy lên xong chụp dùng ngực. Ok. Ok. Rồi, xong. Máu lửa nha. 1, 2, tự tập đi. 3, nè, 4, cố lên. 5, cố lên. 6, cố lên. 7, cố lên. 8, hai cái nữa. 9, 10, rồi giỏi. Xuống. Lăn, lăn, lăn. Rồi, chuẩn bị đồng hồ chạy mới chơi nha. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, lộn 30, 31, 32, 1, 2, 2, 1, 1, 2, ráng lên. Còn gần 20 giây, hơn 20 giây một chút. Rồi, còn 20 giây. Đúng rồi, còn 20 giây. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên, mở nó chảy thêm nước rồi kìa. Nhanh lên, mở nó chảy ra đường mồ hôi được kìa. Trời ơi, bao nhiêu là mở nó ra kìa. Còn 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, good job. Rồi. Thôi ơi, mở nó ra, nó chảy ra đường mồ hôi kìa. Vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dừng lại. Bây giờ nè, cái này gắn chạm đùi có được không? Thả ra chạm luôn, rồi qua bên kia cũng vậy. Rồi đó, mốt nhớ nha. Rồi đó. Đó, mốt nhớ nha. Nó chạm đùi vậy đó. Ok. Ok, tốt. Nổi nữa không? Nổi nữa. Khuyến mãi cho khán giả 10 cái nữa đi. Đó, mồ hôi kìa, nó ra là mỡ nó chảy đó. Đó, tốt lắm. Tốt lắm, đó, đẹp rồi đó. Tôi thấy chuẩn rồi đó. Đó, học trò tiến bộ không?
Rồi, súng vậy? Rồi, hạ quát xuống. Chưa đâu, còn season nữa. Rồi, đứng giữ đây. Không có chơi bài đó nữa, chơi bài khác. Rồi, đây nè, nhớ chưa? Phương quen chưa? Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 cái nha. 10 11 12 13 14 15 rồi, để Nguyễn Trưng thả cái bóng ra. Rồi tới bóng này cầm. Rồi đẩy xuống đây chạm ngực, đẩy mạnh lên. Đẩy cầm này nè, không đẩy cái hai cái này vô, đúng rồi. Rồi, xuống, rồi đẩy lên. Rồi, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 của chót. Chuẩn bị qua season 3. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ qua một cái season thứ 3, cũng là season cuối của phần tập thể lực. Thì cái này nó hơi khó, tập về thể lực nhảy nhót rồi nọ và sức mạnh nữa. Thì bài đầu tiên anh giới thiệu với em là bài leo núi. Bài này tên Climber. Đó, bài này bài leo núi nó tương đối nó hơi khó. Em chú ý nha, nó sẽ theo nhịp 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Đó. Em chống lên đây. Thôi vậy à. Bình thường vậy đấy thấy không? Đó. Xong rồi em để cái chân đây là 1. Xong rồi cái em nhảy em đổi chân là 2. Xong rồi cái em nhảy ngược đổi chân là 3. Ok chưa? Xong rồi hồi á. 1 2 3. 1 2 3. Thế thôi. Đó, bài đó là 1. Vô, bước luôn đi, để hồi quên. Rồi, đúng rồi, em tập cho nó quen đi. 2, 3, đúng rồi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi giờ anh đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quá, không nữa. Rồi, ok. Rồi, được. Rồi, xong bài thứ hai. Bài này việc nhẹ lương cao nè, squat. Qua đây. Bữa nay mình chơi cây này hơi bị nhiều nè. Rồi, squat. Squat đó thì nó nặng, nó không có mệt đâu. Rồi, squat đi. Đúng rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, tốt. Rồi, hít thở một tí đi. Hít thở một tí đi, nó mệt mà nhảy đó. Hít thở. Rồi xong tới bài vai. Đẩy lên, 1 2 3 4 5 6. Đổi tay, đổi cái tay lại. Đúng rồi. 1 2 3 4 5 6. Tốt. Rồi xong. Rồi chúng ta quay lại với bài slung. Mình cầm cục nhỏ thôi. Giải trí mình cầm cục nhỏ thôi. Rồi, lên. 1 2 3 4 5 6 7 20 cái nha. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Rồi xong, kết thúc set 1. Con sắp đi em.
Photoshop đi em. Rồi, ok. Rồi giờ vô set 2. Chúng ta đảo bài chút xíu cho sốc nha. Rồi lên trước đi. 20 cái lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Rồi tốt. Qua đây squat. Rồi squat đi. 1 chưa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hai cái nữa. 11 12. Tốt. Rồi buông ra luôn đi, buông ra luôn đi. Rồi sau đó rise. Đồng lộn sau đó press. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi đổi tay. Hai cái nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi tốt. Rồi xong tới bài nhảy leo núi. Bài này thì ráng từ 15 cho tới 30 cái nha, ráng từ 15 tới 30 cái tùy thể lực. Làm lại nhảy đi em mới đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bồi đồng 13 14 15 bước 1 rồi đó. 3 4 5 6 7 8 9 10 bồi đồng thêm nữa. 1 Trời ơi, còn 2 cái nữa thôi là được 30 rồi. Trời ba mấy cái rồi anh đi. Đâu ra còn hai cái nữa thôi. Hai cái nữa. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Nhìn mặt này, ơi mặt này, nhìn mặt mở đâu, mở đâu, mở đâu, mở đâu. Đúng đó. Không, từ từ uống nè, cái cảm giác tập là cái mặt nó phải vậy đó, 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 đó. Tập thể lực nha. Lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tốt. 12 cái nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Good job. Rồi, tới bài vai. Đẩy vai. Giờ thử đẩy bằng tay coi. Anh phụ cho. Bước chân lên luôn. Mình à, đó, xong rồi rút về. Đó. Ok không? 1 3 4 5 6 7 10 cái thôi. 8 9 10. Rồi đổi tay nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Rồi tốt, mạnh mẽ chưa? Quá mạnh mẽ luôn. Rồi thở dài hơi đi. Rồi xong rồi mục tiêu từ 15 tới 30. Set cuối rồi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bồi, tập. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bồi, tập. 1, 2, 3, 4, được như nó được. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 3, 4, mọi cái đụng đất luôn nữa, 15. Thôi, 15 là như tao, 15 trừ 4, vậy là tập 41 cái. Nhảy 41 cái nha. Mốt anh cho tiền đi học nhảy nha. Mệt quá trời, mệt quá trời. Tập personal, mệt quá trời. Mệt quá trời, rồi ok, nghỉ mệt đi xong rồi leo lên trên kia, tập cardio. Rồi bây giờ chúng ta quay lại với máy trường xưa giống là chúng ta tập H2T trên máy chạy bộ này nha. Rồi để anh chỉnh cho H2T. Quên, tưởng đâu cảm biết. Rồi, 10 phút. Rồi nói tay cái nó chạy qua 100 phút luôn. Rồi ok. Rồi level 12 đi ha. Vô. Chạy như ngựa rồi đâu cần nữa đâu. Dứt. Rồi 12. Cái này chưa 12 nữa, cái này mới có 11 rồi. Gần 11. Rồi gán lên em ơi. Được rồi là giỏi lắm luôn đó. Được rồi, chút xíu anh thưởng cho trà sữa trân châu. Cánh gà KFC. Vô, có thưởng nha, trời ơi dữ quá. Rồi nhẹ nhàng, ráng tận dụng những giây phút này để nghỉ. Đừng bung sức lúc này, gán đi. Chứ cái máy này nó bị khủng, nó bị lập trình, nó bị lỗi rồi sao, nó ra chương trình này nặng quá. Quá khó luôn, chương trình quá khó luôn. Chương trình này đưa anh vô anh chạy cũng chắc tắt thở. Ừ, ráng tận dụng đi bộ đi. Đó. Cái giò này, cái chân em dài em ráng sẽ sải đi bộ. Tận dụng chứ không quá. Lên đỉnh này chắc 11 nữa nè. Đó, ừ, rồi ok, cứ tận dụng đi. Tận dụng đi. Hít thở sâu thở đều vô. Để phục hồi. Cao nè, 10.5. Rồi rồi tận dụng nha, cố lên em ơi, được gần nửa đường rồi đó. Chứ anh thấy anh không cố ý anh dạy anh chương trình này đâu, nhưng mà tại cái máy nó bị lỗi nha, sai quá sai luôn.
quá đuối luôn chứ đùa. Chạy cắm đầu luôn. Nửa đường chua. Còn dồn lực cái này cao quá. Các anh chị em xong đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ luôn. Đó, này chắc cao nhất điểm luôn nè. Thằng này chắc cao nhất, thằng này với thằng này là cao nhất rồi nè. Ôi. Cố lên. Hơn nửa đường rồi đó. Lực của em giờ nó quen rồi đó, hết sốc rồi đó. Quá dữ. Quá dữ. Rồi, dữ. Tốt lắm, còn gần 3 phút nữa thôi. Rồi, 7.5. Wow. Anh hai đồ em rồi đó. Mệt mà nổi không? Được đúng không? Chạy liên tục 10 phút. Còn gần 2 phút nữa. Rồi, level này level 10 thôi, chưa ghê đâu. Giai đoạn cuối rồi đó. Mừng quá, hít sâu thở đều nha, có chừng nó sốc nha. Nó thiệt, anh đưa anh vô chưa chắc anh chạy nổi đây. Anh ai đòi không quá à. Đưa anh vô chưa chắc anh chạy nổi đâu. Anh nói thiệt luôn á. Anh ai đòi quá à. Anh ai đòi lắm luôn á. Chứ xin chữ ký không. Xíu. Vội nói rồi này. Thì lắc đi đó, thì lắc 3 phút, 3 phút thì lắc. Em xin bình nước.
từ từ chú uống được đâu, tí đi. Tí đi, đang này không uống được. Ráng chịu xíu đi, cho nó bình thường trở lại đi rồi từ từ đi không uống được. À, một phút mấy rồi đó, còn phút mấy nữa thôi. Ba chục giây, 30 giây không đau. Đáng lẽ là chương trình cardio mình là mình tập 3 máy. Nhưng mà hồi nãy mình tập cái máy kia đã quá, nó quá nặng rồi, nó quá dữ rồi, nên mình rút bớt máy. Bây giờ mình tập thêm cái này chừng 10 phút thôi. Em thấy cái máy nhỏ nhỏ, máy này lạ không? Bé bé xinh xinh, tràn đầy nữ tính. Rồi vô, chỉnh cardio luôn. Đọc tiêu rồi, cardio. Cái này chỉnh sao biết chết liền đó trời. Cái này lạ quá em ơi. Này lạ, anh từ từ đến nghiên cứu nha. Tuổi bỏ, quay bỏ, tham 10 phút, 10 chỉnh lần thôi. Có đầu lên xuống không? Đây đau 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 đây, đây. Ôi, máy này lạ quá. Rồi, xong rồi tiếp tục chỉnh tới mắt level 8-10. Mười ha, bút xa là gà chết ngắt đó nha. Đây là 10. Từ, máy là lạ em. Đâu, cái này còn 10 hả? Rồi ok. Còn máy lạ vậy? Cái gì đây? Red up down, to, turn, on, off, inline, profile. Nó đang on hay nó off ta? Để thả nó đi. Rồi vest gì ở đây? Vest star to begin, ok, giúp. Hôm mấy là lạ em, mấy vest sinh là chỉnh phức tạp nha. Mày là dòng gì đây? Cái gì á? E25 đó. E25 nha. E25, dạ yeah. Rồi, nó nhẹ đúng không? Đang nhẹ, rất nhẹ. Nó đang nằm đây mà, nó nằm đây nhẹ. Ok,
Nói chưa có thấy gì đâu tốt. Bên đây mới thấy nè. Đó. Nó nặng chưa em? Nó còn thêm một bức tí tí nữa đó. Chắc ổn rồi đúng không? Chắc ổn rồi. Tốt. 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 Thank you.
Ok rồi, xong, giải phóng. Giải phóng năng lượng. Ok. Giải phóng năng lượng nha. Rồi thôi buổi tập khép lại nha em. Rồi cũng mệt lắm rồi đó, uống xong boss cao này nghỉ ngơi, phục hồi. Rồi từng sau cho lên lớp 4 nha. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.